làm thế nào để mà khi mà con làm sai mình không mắng, không quát, không dọa nạt nhưng con vẫn phải nhận được cái hình phạt sao cho đúng đắn. Con vẫn phải hiểu như nào là nên, như nào là không nên. Bởi vì nếu như chúng ta để con quá tự do, để con buông thả thì đến một lúc nào đó thì chúng ta không thể nào kiểm soát được cái đứa trẻ đó nữa. Và vì thế vẫn cần phải có hình phạt. Nhưng mà như thế nào để mà trẻ cũng phải tâm phục khẩu phục và trẻ cũng phải thấy vui vẻ về điều đó. Các anh chị thường phạt con bằng cách nào? Mình thường phạt con bằng cách nào? Mắng, đánh hay là không cho cái này, không cho cái kia?